hùng vô kiêu ngạo. Chém gió cùng Táo Quân, Táo Quân, Táo Quân. Theo truyền thuyết, ông Táo phải trũng cời, nên người ta cho ông mặc áo dài đen, vẫn không mặc quần để che, để cho đỡ nóng vì ông ngồi gần bếp và để khỏi vi phạm thuần phong mỹ tục. Ngày nay do văn minh nên ông Táo tự làm nhà thiết kế, sáng chế ra cái quần đùi để diện bên trong tà áo lửng, hệt như cái vụ chị em mặc váy ngắn phải diện thêm cái quần ren bên trong để đề phòng hớ hên vậy. Tuy nhiên ở chi tiết này đã có thể coi ông Táo là người thầy dạy thẩm mỹ, dạy duyên dáng cho chị em phụ nữ hiện đại. Cầu trời cho cái sự văn minh đừng đem tới cho ông Táo những bộ cánh quá kín đáo, e là mất cảm hứng của chị em. Tinh vịt 24 giờ đã có lần vui miệng kể rằng: sở dĩ ông Táo có tên là Táo và không mặc quần là bởi ông chính là một người đàn ông ham ăn vô độ. Mấy ngày Tết chỉ xơi thịt, chẳng chịu ăn rau nên bị táo bón nặng, cứ chừng 5 phút lại vào nhà vệ sinh. Chính vì tần suất sóng này quá cao nên ông Táo cũng chả mặc quần làm gì, vì thấy quá bất tiện trong chuyện cởi ra. Ông Táo có tên như vậy và trang phục kỳ cục như thế là bởi câu chuyện trên. Thực hư chưa rõ thế nào, tuy nhiên hiện tại chưa có một thuyết nào khác để phản bác lại, ta cứ tạm tin là như thế. Chuyện lý giải việc không mặc quần của ông Táo đã gây ra khá nhiều lúng túng. Để khắc phục điều này, nếu nhớ không nhầm, có một năm, Cười cùng Hùng Rô 24 giờ đã tổ chức một cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về trang phục của ông Táo với bộ đề như sau. Ông Táo không mặc quần bởi lời ý do nào sau đây? A. Do ông Táo có tính hay tắc mắc, lên thiên đình hay tiện tay nhét đồ vào túi quần, nên Ngọc Hoàng thực hiện biện pháp chống tham nhũng không cho ông Táo mặc quần. B. Trên thiên đình rất nóng, không mặc quần để tiết kiệm điện. C. Không mặc quần để lấy cái làm giá đỡ bản tấu. D. Có bao nhiêu câu trả lời giống bạn? Giải nhất là một chuyến du xuân lên thiên đình cùng với ông Táo, miễn phí ăn ở, hộ chiếu thị thực, xăng dầu do Petro tài trợ, ghi chú không bao gồm tiền bo cho tiên nữ. Giải nhì là được vui vẻ cùng Táo bà trong 7 ngày, trong thời gian Táo ông về chầu. Cũng liên quan đến cái tên ông Táo, có lần do xính ngoại, ông Táo còn lấy tên tiếng Anh là Mr. Apple. Lần khác lại lấy tên là Tony Táo. Cũng chính vì cái thói xính ngoại này mà có lần ông Táo đã gặp rắc rối trong việc khai báo xuất cảnh tại sân bay. Bởi người thì rõ ta, tên lại rõ tay. Nghe nói để tránh gặp rắc rối với hải quan và để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nên năm nay ông Táo chính thức khai báo tên của mình rất thuần Việt, Đào Lê Táo. Chưa rõ với cái tên đủ các loại hoa quả thế này, ông có gặp rắc rối với đội kiểm dịch thực phẩm hay không? Cũng có năm vào ngày 25 Tết, đội dân phòng quận Long Biên, Hà Nội tóm được một người đàn ông miệng đầy mùi rượu, nông khá kỳ dị, trong trang phục ông Táo. Tuy nhiên, đội dân phòng nghi đây là kẻ xấu nên mới đưa về trụ sở để thẩm vấn. Tại đây, tuy trong tình trạng khờ khừ nhưng ông Táo vẫn lý luận. Tôi chính xác là ông Táo nha, tôi không say rượu. Các vị thấy người đời vẫn nói tỉnh táo chứ ai nói say táo bao giờ, đúng không? Đã là ông Táo rồi thì luôn tỉnh, chứ có lúc nào say đâu. Vì công người ta lái máy bay, người ta còn không được uống rượu bia. Uống chi tôi lái cá chép, phương tiện bay cá nhân này khó lái lắm. Nếu các anh mà còn không tin tôi là ông Táo ấy, mặc dù nhá, mất hết giấy tờ tùy thân rồi, nhưng mà tôi sẽ chứng minh cho các anh thấy. Ông Táo vừa nói vừa thò tay vào trong túi quần, định móc ra mấy trái táo tàu nhưng các cán bộ dân phòng ngăn lại. Hóa ra đây là ông Táo thật, số là ông đang chuẩn bị lên thiên đình từ sân bay Sông Hồng, đoạn dưới gầm cầu Long Biên,
Ai ngờ vừa leo lên cá chép thì bất ngờ bị đội SPC săn bắt chép. Phục sẵn ở đây chích điện khiến cá chép lăn đùng ra, ông Táo cũng bị điện giật, bắn mình ngã tòm xuống sông, đúng luôn vào chỗ người ta mới đổ rượu cúng xuống, rơi mất hết cả giấy tờ tùy thân, uống luôn mấy ngụm rượu pha nước suýt chết đuối. Năm đó ông Táo không lên thiên đình báo cáo được. Theo tin mới nhất của nhóm phóng viên kinh tế, năm vừa qua do kinh tế khó khăn nên nhiều ông Táo bị đói ăn, gầy ốm. Nên Tết năm nay các nhà sản xuất đồ cúng ông Công, ông Táo đã cho ra đời những bộ áo mũ dày, bé hơn mọi năm và giá còn rẻ hơn. Thậm chí cá chép giấy cũng gầy hơn. Sáng kiến này khiến phục trang của ông Táo trở nên vừa vặn hơn. Đồng thời người mua cũng đỡ tốn tiền hơn, vẹn cả đôi đường.